Harry Maguire bị cổ động viên Anh phẫn nộ vì để Giroud ghi bàn. Harry Maguire vừa cùng đội tuyển Anh tham dự trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2022 với Pháp. Đây là lần thứ 5 thủ quân của MU đá chính cho Tam Sư kể từ khi giải đấu trên đất Qatar khởi tranh. Màn thể hiện của Harry Maguire trước Pháp không đến nỗi nào. Anh thi đấu trọn vẹn 2 hiệp, thi hiện 4 pha giải nguy, một lần tắc bóng thành công. Bên cạnh đó, trung vệ 29 tuổi sở hữu 2 pha tranh chấp tay đôi thành công cùng 5 lần thắng không chiến. Anh chạm bóng 91 lần, thi hiện 91 đường chuyền chính xác với tỷ lệ 86%. Nếu không bị khung gỗ của Pháp từ chối, Harry Maguire có thể đã ghi bàn. Anh được WhoScore chấm 6,9 điểm và SofaScore chấm 7,1 điểm, đều cao nhất trong bộ tứ vệ của Tam Sư. Tuy nhiên, Harry Maguire bị cho là mắc lỗi khi không thể ngăn cản Oliver Giroud ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 cho Pháp từ quả tạt của Antoine Griezmann phút 78. Tình huống này khiến anh trở thành đối tượng để các cổ động viên trút giận. Harry Maguire đứng không đủ gần để ngăn cản Giroud ghi bàn. Một cổ động viên viết: Harry Maguire có một công việc, hãy giành bóng bằng cái đầu to của gã trước Giroud. Và Southgate luôn thất bại mỗi khi đội tuyển Anh so tài cùng một đối thủ chất lượng. Chỉ Harry Maguire mới có thể hạ gục cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Bukayo Saka. Cổ động viên khác giải bỉu: Harry Maguire không thể theo kèm Giroud là một cú sốc. Anh ấy đã chơi tốt tại World Cup 2022, nhưng sai lầm này thật khó tha thứ. Người hâm mộ này tỏ ra thông cảm, nhưng cũng chẳng kém phần gay gắt với Maguire. Bàn thắng của Giroud, lỗi của Harry Maguire, và chúng ta nên ghi bàn từ tình huống mở, chứ không phải than vãn về quả phạt đền bị bỏ lỡ. Một cổ động viên quỷ kết.